Chiều ngày 6 tháng 7, thông tin từ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, Đồng Nai, đơn vị đang xác minh thông tin bác sĩ nhận tiền của người nhà bệnh nhân tâm thần. Trước đó, tối ngày 5 tháng 7, trên fanpage đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, một tài khoản tên TC phản ánh, em trai chị đang điều trị tại khoa E2, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 đã 7 năm, được bác sĩ H trực tiếp điều trị, nhắc nhở bệnh nhân hàng tháng phải liên lạc với gia đình, chuyển tiền riêng cho bác sĩ, nếu không sẽ chuyển bệnh nhân đi khoa khác. Gia đình bệnh nhân cũng đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của bác sĩ này 2-3 triệu đồng một tháng. Mới đây bác sĩ H gọi điện cho gia đình bệnh nhân nói đến bệnh viện để đưa bệnh nhân về. Ngày 4 tháng 7, gia đình bệnh nhân vào bệnh viện và xin phép lãnh đạo bệnh viện cho bệnh nhân được tiếp tục điều trị tại khoa E2. Đến ngày 5 tháng 7, bệnh nhân vào nhập viện thì bác sĩ nhận bệnh nói ca bệnh này bác sĩ H không cho nhập vào bất cứ khoa nào của bệnh viện, nên gia đình chị C đưa bệnh nhân về nhà và phản ánh sự việc. Sáng ngày 7 tháng 7, Công an huyện Bến Lức cho biết đang phối hợp phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường tử thi nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ tại quán cà phê của một hộ dân ven quốc lộ 1 thuộc địa phận ấp 2 xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức. Trước đó khoảng 7 giờ cùng ngày, chủ quán cà phê ra dọn dẹp mở cửa để bán hàng thì phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ bằng dây dù trên thanh gỗ mái nhà, hai chân còn cách xa mặt đất. Hiện trường, thanh niên mặc quần jean, áo sơ mi xám, đi dép da đã cũ, khoảng 35 tuổi, không có giấy tờ tùy thân. Ngày 7 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Long, sinh năm 1976, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7301S, đường Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, và ông Trần Lê Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định xe cơ giới đường bộ 7303D về tội nhận hối lộ. Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Thanh Long đã cấu kết với các đối tượng khác lập khống hồ sơ cải tạo xe cơ giới để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo cho 71 xe ô tô từ năm 2021 đến năm 2022 nhằm thu lợi bất chính với tổng số tiền 623 triệu đồng. Còn ông Trần Lê Trung lợi dụng là đăng kiểm viên bậc cao đã tự cấu kết với các đối tượng khác để làm hồ sơ cải tạo xe nhằm trục lợi cá nhân. Bước đầu xác định hai bị can này đã nhận tiền của các chủ phương tiện có xe cơ giới cải tạo, cấu kết với các đối tượng lập khống hồ sơ cải tạo xe, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các chủ phương tiện này. Tổng cộng số tiền mà hai bị can nhận từ các chủ phương tiện là trên 950 triệu đồng. Chiều ngày 6 tháng 7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phá thành công chuyên án bắt hai đối tượng có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, kịp thời giải cứu hai bé gái trước khi bị bán sang Trung Quốc. Trước đó, giữa tháng 6 năm 2023, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện một số đối tượng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có biểu hiện móc nối, cấu kết với một số đối tượng ngoài địa bàn để lôi kéo, dụ dỗ các bé gái đi làm ăn xa, nhưng thực chất là lừa bán sang Trung Quốc. Vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 1 tháng 7, lực lượng công an đã bắt giữ Ven Thị Hoài, 20 tuổi, trú bản Khe Nạp, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, khi đối tượng này đang đưa hai bé gái lên xe khách để ra Bắc và sang Trung Quốc. Cùng thời gian, một tổ công tác đã bắt giữ Cục Thị Ngọc, quê quán huyện Kỳ Sơn, tạm trú tại tỉnh Tuyên Quang. Hai bé gái bị Ven Thu Hoài dụ dỗ lần lượt 14 tuổi, 15 tuổi, trú cùng bản Khe Nạp với Hoài. Tại cơ quan công an, bước đầu Hoài khai nhận, trong khi làm công nhân tại Bắc Giang đã quen biết Cục Thị Ngọc. Sau khi được Ngọc mách nước, Hoài đã về dụ dỗ hai nạn nhân ra làm quán ăn tại Bắc Giang, nhưng thực chất là sẽ giao cho Ngọc bán sang Trung Quốc. Ngày 6 tháng 7, nhiều người dân đã đến ngân hàng bưu điện Liên Việt chi nhánh Bảo Lộc, Liên Việt Postbank Bảo Lộc để đòi quyền lợi vì khoản vay hơn 12 tỷ đồng nhưng chưa từng được giải ngân. Theo báo cáo của Liên Việt Postbank Bảo Lộc gửi cơ quan chức năng, ông Trần Mạnh Cường, chuyên viên khách hàng của Liên Việt Postbank Bảo Lộc, trong thời gian làm việc tại đây đã thực hiện cho vay với 36 khách hàng. Tuy nhiên, qua kiểm tra bước đầu, có tới 18 khách hàng bị làm sai lệch hồ sơ vay vốn, phương án vay vốn, hồ sơ tài chính nhằm chiếm đoạt số tiền do ngân hàng giải ngân cho khách hàng. Cụ thể, tổng dư nợ của 18 khách hàng phản ánh là 33,4 tỷ đồng, nhưng thực tế khách hàng thông báo chưa nhận được số tiền 12,8 tỷ đồng.
Được biết từ tháng 10 năm 2022 đến cuối tháng 3 năm 2023, ông Trần Mạnh Cường phụ trách thực hiện hoàn tất các hợp đồng tín dụng thế chấp cho vay đối với 18 khách hàng nói trên, hình thức thế chấp tài sản bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một khách hàng ở huyện Di Linh cho biết sau khi hoàn tất hồ sơ vay số tiền 1,5 tỷ đồng, khách hàng này được cấp tài khoản tại Liên Việt Postbank. Nhưng sau 2 tuần vẫn không thấy tiền vào tài khoản nên đã liên hệ chi nhánh cho vay thì phát hiện tiền không chuyển vào tài khoản của mình theo hợp đồng. Sau khi ghi nhận các thông tin liên quan, ngày 8 tháng 4 năm 2023, Liên Việt Postbank Bảo Lộc tạm đình chỉ công tác để điều tra làm rõ sai phạm của ông Cường. Sau đó đến ngày 20 tháng 4 thì sa thải đối với người này. Đáng chú ý, dù vụ việc đã diễn ra nhiều tháng, khách hàng không nhận được số tiền 12,8 tỷ đồng, nhưng vẫn bị yêu cầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng gốc và lãi theo các hợp đồng tín dụng trước đó. Liên quan vụ việc, Liên Việt Postbank Bảo Lộc đã gửi đơn tố giác tội phạm lên Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra làm rõ. Sáng ngày 7 tháng 7, ông Nguyễn Trọng Hán, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết, tại khu vực phía sau nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn Dương Lộc Tiến, ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, nằm cặp sông Gành Hào xảy ra sạt lở đất vào tối qua, làm hư hỏng kè bê tông dài 50m, rộng 40m và một căn nhà xưởng, ước tính thiệt hại hơn 5 tỷ đồng. Ngay sau vụ sạt lở, lãnh đạo huyện Đông Hải cùng các ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân thị trấn Gành Hào nhanh chóng đến hiện trường khảo sát, ghi nhận thiệt hại tìm giải pháp khắc phục. Đồng thời, chính quyền địa phương cử lực lượng xuống hỗ trợ công ty trách nhiệm hữu hạn Dương Lộc Tiến di dời tài sản, máy móc, trang thiết bị tại khu vực sạt lở đến nơi an toàn, kịp thời thông báo cho công nhân biết rõ khu vực sạt lở để phòng tránh.